qua chung không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 25 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp huyện năm 2024. Đến dự có Đại tá Lê Giang Quà, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh. Hội thi đã thu hút 21 đội với 168 vận động viên là các thành viên của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành. Phần thi lý thuyết có 30 câu hỏi với nội dung xoay quanh những kiến thức về phòng cháy chữa cháy gần gũi thiết thực diễn ra trong đời sống hàng ngày. Hoàn thành phần lý thuyết, các vận động viên thi thực hành với các nội dung thao tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Sau một buổi tranh tài sôi nổi, hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 đã hoàn thành tốt đẹp. Các đội đã thi đấu quyết tâm, nghiêm túc, sáng tạo, thể hiện những kỹ năng, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản. Qua cái cuộc thi của bên phòng cháy chữa cháy để mà tổ chức qua thì kỹ năng đầu tiên là về cái bản thân gia đình mình. Kỹ năng thứ hai là mình có thể là mình tuyên truyền hoặc là mình có đóng góp hoặc mình có chia sẻ những cái kỹ năng của mình học được đối với bà con chung quanh chòm xóm của mình chẳng hạn. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện nghiêm túc cùng tinh thần đoàn kết trách nhiệm, các đội thi đã hoàn thành tốt các nội dung thi, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, thể hiện được năng lực ứng phó, xử lý sự cố cháy, khả năng sử dụng thành thạo công cụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua cái hội thi này thì cái thành công lớn nhất là cái công tác tuyên truyền cho người dân ý thức về cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là trên địa bàn huyện Châu Thành là địa bàn có các khu công nghiệp và các khu dân cư đông, thì như vậy thì cái việc mà các cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy hoạt động có hiệu quả là nó góp phần rất lớn trong cái công tác mà phòng ngừa cháy nổ trên địa bàn huyện Châu Thành, góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của người dân. Và để phát huy cái vai trò của tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện thì sắp tới thì ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của huyện chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái công tác hướng dẫn rồi kiểm tra đối với các cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ở các địa phương, đồng thời là trang thiết bị để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy cho các tổ liên gia nhằm phát huy cái hiệu quả phòng cháy chữa cháy ở cơ sở. Thông qua hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm bổ sung kiến thức kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đưa hoạt động của các tổ liên gia đi vào thực chất và phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, đồng thời tạo sự lan tỏa trong toàn dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình, góp phần mang lại hiệu quả trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy năm 2024 thì qua đó thì cũng đã tạo được cái công tác tuyên truyền và tạo được cái sự lan tỏa đến các cái tầng lớp nhân dân trong việc là chấp hành các cái điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các hộ gia đình, rồi nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, góp phần để đảm bảo cái an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các cái khu dân cư của chúng ta. Kết thúc hội thi, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã trao giấy khen giải nhất toàn đoàn cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các phần thi lý thuyết và thực hành cho các đội còn lại. Ngay sau hội thi, ban tổ chức tiến hành họp bàn rút kinh nghiệm cho các huyện tiếp theo. Được biết, huyện Châu Thành là huyện điểm tổ chức hội thi đầu tiên trong tháng 4. Các huyện còn lại sẽ tổ chức trong tháng 5 để chọn ra đội thi xuất sắc dự thi cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2024.